Ôi, vừa sang đây đã thấy động vật hoang dã rồi các bạn này. Con đằng đằng à. Này các bạn này, bên Việt Nam các bạn có thấy cái biển nào này không? Biển này đã không dám đi quá. Đi học hay mình đi làm ở đây? Làm công an biên phòng. Làm công an biên phòng á? Ừ. Ấy à? Chị, công an cơ à? Xin chào quý vị khán giả của Dung Văn Hàn. Chia tay với Lào Cai, Yên Bái, những cái địa danh rất là gần ở chỗ khu vực mình sinh sống, thì hôm nay anh em mình sẽ đi xa hơn một chút, quay trở lại một cái khu vực mà anh em mình cũng đã ghi hình một số lần rồi. Đó là cửa khẩu La Mèo. Và có cái chợ phiên La Mèo họp vào thứ bảy ấy, rất là hay, rất là độc đáo, vì có rất là đông người Lào sang bên Việt Nam mình bán hàng. Và đây thì mình đang vừa mới làm, hôm nay thì mình đến sớm, hôm nay mới thứ sáu thôi, anh em mình đến trước một hôm thì là xin sang được bên nước bạn Lào chơi một chút các bạn ạ. Đây là cột mốc 327, phía trước mặt mình đây là bên bên Lào rồi này, còn đây là cửa khẩu La Mèo này. Thì cũng giới thiệu lại với các bạn là để sang bên đây chơi thì các chú ở đây cũng rất là, nói chung là làm việc nhanh lắm. Các bạn chỉ cần có hộ chiếu này đóng dấu phát là các bạn có thể sang bên này đi chơi được một tháng luôn. Đấy. Nên là anh em mình vừa mới đóng dấu xong, hôm nay là đầu tiên đi thử từ cửa khẩu La Mèo này sang xem như thế nào thì để chia sẻ với các bạn. Còn sáng ngày mai thì sẽ có chợ thì sẽ ghi hình cho các bạn xem chợ phiên La Mèo nhé. Bây giờ thì anh em mình đã sang đây và hình như bên này có một cái nhà hàng của người Lào thì phải, thì đã sang xem có món gì ngon không giới thiệu với các bạn. Sau thì anh em mình sẽ quay về thôi. Xin mời các bạn đi cùng với anh em mình nhá. Đây anh em mình đang bước chân sang bên nước bạn rồi các bạn này. Đây có một cái biển chỉ dẫn chỉ về hướng cửa khẩu, chả biết là mình chẳng hiểu nghĩa là gì. Còn đây là cái khu vực cột mốc ở phía bên Lào. Thì nói chung là ở biên giới thì cứ mỗi bên sẽ có một cái cột mốc. Thì đường biên giới giữa hai nước sẽ tính là cái đường trung tuyến của cái giữa hai cột mốc đấy. Bên này cũng cột 327 luôn này. Dựng năm 2008. Kia còn cửa khẩu của nước bạn thì trước mặt kia các bạn nhỉ. Kiến trúc sẽ đặc trưng ở bên này. Đấy, sang bên đất nước Phật giáo thì cũng sẽ đặc trưng với cây hoa đại, hay còn gọi là cây hoa champa này đây các bạn này. Thơm. Ôi, vừa sang đây đã thấy động vật hoang dã rồi các bạn này. Con đằng đằng à. Kỳ nhông. Ở bên nào thì còn rất nhiều động vật cứ hoang dã các bạn ạ. Nó không sợ mình luôn. Đây, trước mặt các bạn là cửa khẩu bên Lào đấy rồi. Khu vực này có cái nhà như đang sửa lại, đang làm mới lại này. Cửa khẩu này thấy cũng có nhiều xe tải chở hàng hóa. Không biết hình như chở, chủ yếu là chở từ bên Lào về thì sao. Để chắc anh em mình sẽ đi qua chỗ này. Có hộ chiếu đóng rồi thì yên tâm thôi. Bên Việt Nam mình đã thông thì bên này cũng sẽ thông thôi. Đây, đi qua cửa khẩu này có cả xe khách Việt Nam đi sang Lào này các bạn này. Mình chưa hỏi là không biết là để lên cái xe khách này đi qua cửa khẩu có phải làm thủ tục gì không. Để mai mình về, à chiều tối mình về chỗ nghỉ mình sẽ hỏi xem nào. Thì nếu mà chúng ta không có hộ chiếu mà chúng ta lên cái xe khách đi thì không biết là người ta có cho sang không. Giờ đi bộ cái này, đi tìm một cái nhà hàng ở bên này. Mình xem trên bản đồ mình thấy nó có một cái nhà hàng to to. Thì khả năng là bên đấy sẽ có những cái món ăn nó đặc trưng, nó của người Lào. Có mỗi một cái đường độc đạo này thôi, không có con đường thứ hai đâu. Khu này heo hút lắm, không phát triển đâu. Cây xăng Petro nào 24/7. Ôi, nóng quá. Họ trồng xoài à? Ừ. Nóng rồi đấy. Đoạn này chắc không có gì đâu, mình sẽ ngắt đi để mình tập trung và đi đến cái nhà hàng đã. Rồi cái hình tiếp cho các bạn xem.
Bên này mình thấy có cái biển ghi là huyện Viêng Say đây. Chào mừng các bạn đến với huyện Viêng Say. Tỉnh gì mình quên mất tên rồi. Xin không một biển song ngữ ở tiếng Việt Nam kìa. Của Ulitel à? Chắc của một nhà mạng. Biển quảng cáo của nhà mạng sim du lịch kìa. 15.000 được à, 15.000 megabyte à. Trên 10 ngày. 1.000 là bằng gần 1 GB. Đây là 15 GB à. Khoảng mười mấy GB gì đấy trên 1 ngày. Có một cái quán ven đường đây. Anh em mình sẽ vào xem là có món gì ngon đâu. Hai người. Cô người Lào hay người Việt đấy cô? Người Lào. Thế có món gì lạ lạ của người Lào ở đây? Một cái lạ bằng tạ ai quen à? Ôi thế cô này còn biết cả ca dao tục ngữ Việt Nam luôn đấy các bạn ạ. À có pịa cổ con gì ạ? Pịa bò. Món gì bà cũng có à? Đây có một số du khách nước ngoài nữa các bạn ạ, cũng đang thưởng thức. Ở đây đặc biệt là có bia Lào đấy các bạn. À rượu Black nữa này. Rượu Black này. Và bia Lào nữa. Đó. Đi vào xem bên trong xem nào. Đây con khiếu như khiếu này chắc để hót cho khách nghe thôi. Đây chắc là sóc rồi. Đúng rồi, chui trong cái ống này này. Đây là sóc em ơi. Chui trong cái ống tre này 99% là sóc rồi. À, đây cô có một ít trứng kiến này. Nhưng mà chắc ít quá, chắc để ăn đây, không làm cho khách. Sung muối này, mẻ này. Chắc măng chua nữa. Chị làm cho người Việt ăn thôi. Thế à? Có ăn không? Ăn thì chặt cho. Ờ, cho ăn gà cũng được. Đấy, tí này không có mà ăn. Đây gà người Lào các bạn ạ. Chụp một phút thôi nè chú nha. Chụp là mới hết luôn. Đây còn miếng nữa. Đây cô bảo là chủ yếu là món ăn làm cho đội anh em chạy xe thôi. Đặc sản thì chắc là phải để mai chợ La Mèo họp thì chắc là mai mới có đặc sản đúng không ạ? Các chú thì người ta không ăn chuột, ăn rúi. À các chú không ăn à? Nên mình không lấy về. Không lấy về. Chứ còn bình thường thì ở đây lấy thì có sẵn nhiều nhờ. Có nhiều, mai nhiều. Mai thì nhiều nhỉ. Ừ. Dùng cay mà. Mai chợ La Mèo thì mọi người mang ra nhiều lắm. Hai người ăn cả con sợ không hết đâu, ăn nửa con thôi. Vâng, thế thôi. Còn thì thế cho cả thịt kho cái gì nữa cơ mà đúng không? Có rồi, em ăn đi. Vâng. Đây chỗ nhốt gà để thịt của cô đây. Gà ngon lắm các bạn, toàn gà ngon thôi. Hệ thống đồ uống đây các bạn ạ. Bia Ken. Bia Ken, bia Lào đen. Ôi giời. Bia Lào. Toàn chữ Lào nên mình chỉ quen mỗi bia này thôi. Các cô bảo ở đây chủ yếu là phụ bia hay uống nước ngọt của Lào. Uống nước ngọt của Lào không? Em vào tủ em xem có cái gì thích ăn không? À thích uống không? Hay uống bia? Uống gì cũng được. Hãy vào thử một loại nước ngọt đi. Xem vị nó thế nào. Thôi nay ăn cơm như kiểu tài xế thôi. Lát nữa thì anh em mình sẽ thử đi tiếp con đường này vào trong để khám phá ở trong này xem mà có cái gì không thì ghi hình cho các bạn xem. Vô có bia Lào rồi. Tâm làm lon thôi. Bia này nặng không? Nặng hay nhẹ thì mỗi người làm lon. Xin mời các bạn ăn trưa cùng anh em mình nhé. Chiều nay đi khám phá tiếp tục cuộc sống ở bên biên giới của người Lào cùng với Du Văn Hạng. Xin mời. Nặng không anh? Thôi, ngọt quá. Thôi, ăn đi, ăn đi đi. Ẩm thực các bạn ơi, thịt kho tàu nhưng mà nhìn nó giống không giống tàu lắm, nó giống Lào. Đây lửa con gà ta, canh mùng tơi phải kiểu ăn rất là Việt Nam ấy. Thôi xin mời các bạn nhé.
các anh du khách ăn cơm xong còn làm một chai bia Lào để gọi là tráng miệng các bạn, uống thay nước chè luôn. Anh em mình mỗi người hết lon thôi, tí giữ sức thì còn đi bộ vào trong người chơi. Các anh ấy bảo muốn vào trung tâm của tỉnh Hồ Văn này thì phải đi vào tầm hơn 80 cây số các bạn thì mới đến trung tâm, thì mới có nhiều chỗ chơi, nhiều cái độc đáo hơn. Đây là tôi uống nước gì không? Nước nào bán mì tôm. Ơ, thế cô đâu? Không. Đây là mì Việt Nam, cung đình. Không có ấy đâu, không có quả lạc đâu. Đuôi còn gì đây? Đuôi anh biết đây. Đuôi anh biết đây. Tony to sang. Tony là to sang. Gia vị này. Ơ cái này này để làm cái nước mắm à? Nước mắm. Cái này đúng mắm, cái này mắm. Cái mắm mắm làm nộm nộm ấy. Mắm tôm ấy. Đây là... mắm tôm. Ừ. Đây là tương ớt. Tương ớt này. Tương ớt đóng chai thủy tinh đóng bằng. Đây có mì hao hao của Lào này. Mì hao hao. Đây. Nước uống của Lào đây. Cái này của Lào á. Nước biết nước gì ấy. Nước dừa này. Đây đây sữa Lào này. Sữa Lào à? Sữa Lào đây. Uống sữa Lào không? Không, mới ăn cơm xong em không muốn uống. Đây vì về tí mệt mệt không đi được. No quá. Sữa Lào. Lấy vật biển ra nhá. Có cả tiền. Đây là bàn thờ của gia đình các bạn ạ. Nhìn thấy cũng không khác bên mình đâu. Không có một hai bát hương. Có cây hoa này. Có một cây hoa thì đặc trưng ở bên này. 280 à? Cái này là 60. Cái này là 60 à? 60.000 4 hộp sữa nào, tức là tính ra thành 15.000 hộp à? Sữa nào bán hơn sữa Việt Nam nhiều thế? Bia Lào nào, đây bao nhiêu tiền một lon? 20.000 một lon bia Lào. Đắt gấp đôi một lon bia Việt Nam luôn các bạn ạ. Bảo bên này chi tiêu cũng không rẻ đâu nha. 1.1 Đấy, mặc áo rồi. Bây giờ đổi tiền đi, nào đổi bao nhiêu? 1.11 nhỉ? 1.11 à? Úi giời. 1.1 đấy. À thế bây giờ gần như xứng ngang nhau rồi. Ăn bằng nhau. À, lúc trước là nó chênh nhau nhiều mà nhỉ? Đã tầm mấy cân bán. Tết năm ngoái nó đổi ở bên trên Triển Khương. Năm ngoái đổi trên Triển Khương là 1:13 hay sao? Còn bây giờ tiền nào với tiền Việt này chỉ ngang nhau rồi. Lúc trước là tiền nào là nhịp cao hơn, cao hơn đấy, mười mấy. À, bây giờ anh em mình đi loanh quanh vào trong làng đấy chơi một tí xong rồi sẽ quay về bên kia cửa khẩu nhé các bạn nhé. Đi chuyển đi. Ơ cái xoài. Úi giời anh em mình đang đi vào bản và thấy cái biển đường xe này các bạn này. Bên Việt Nam các bạn có thấy cái biển nào này không? Biển này không dám đi quá. Biển này hình như là dành cho người xây rượu hay sao ấy. Con đường gọi là con đường thần kỳ các bạn ạ. Anh em mình thử vào đây chơi nhá, xem nào. Xong bay đi. Không biết có được vào chơi không. Đây như ở nhà ở trọ hay sao nhỉ. Chị biết nói tiếng Việt không? Không biết à? Thế thì hỏi làm sao. Do you know English? Speak English? Trung Quốc à? À, người Trung Quốc à? Không. Thế mình người Lào à? Speak Trung Quốc. Speak Trung Quốc. Chắc... Anh đi đâu? Đi chơi. Chơi à? Chơi chỗ nào?
bơ bảo đi loanh quanh đây thôi, vì là qua cửa khẩu sang đây chơi thì chỉ đi được đoạn này thôi, không vào tỉnh được. Không có hộ chiếu à? Có hộ chiếu nhưng mà không có xe ai, mới cả là chỉ đi chơi. Có xe khách. Xe khách nhưng nó về rồi đúng không? Giờ. Hả? 2-3 giờ. 2-3 giờ chiều nó đi từ trong Lào đi ra à? Không, có. Nó về Việt Nam hay nó đi tiếp? Đi Sầm Nưa. À, đi Sầm Nưa. Thế bao giờ nó về? Mai mà. À, nó đi chiều xong mai nó về. À thế cũng hay nhỉ. Thế thì mình nếu mà mình không vướng chợ ngày mai thì anh còn muốn đi chợ La Mèo nữa. À thế là biết nói tiếng Việt trêu anh thôi gì? Biết ít. Biết ít. Gần biên giới này kiểu gì là biết. Ơ thế em ở đây là học sinh à? Mình đi học hay mình đi làm ở đây? Làm. Làm công an biên phòng. Làm công an biên phòng á? Ấy à. Công an cơ à? Thế là mình đây là mình ở tập thể đây à? Ở mình hỏi thế chắc là nó hơi lòng hoàng. Công an biên phòng thì chắc chắn là càng biết tiếng giỏi tiếng Việt Nam rồi. Thế tất cả đây là công an hết à? Với cả người làm ở chỗ đồn đấy hả? Nhà công an. Nhà công an à? Bên kia nhà hải quan. À bên kia nhà hải quan. Là kiểm dịch. À kiểm dịch nữa. À thế là quanh đây là của cơ quan nhà nước hết à? Mấy nhà này là của cơ quan quản lý hết các bạn. Anh em mình cứ tưởng nhà của người dân nên là đi vào chơi. Nhưng mà đây nhà của cán bộ các bạn. Đây chắc phòng của các hết. Công an ở bên này cũng khác công an Việt Nam khá nhiều các bạn. Có một chị, một em bên này sợ ngại thì chắc là đi vào trong phòng. Không phải đâu, cái chổi lông thôi. Cảm ơn nhá. Mình đi vào trong để chơi tiếp. Đây chắc là xi măng chở từ bên Việt Nam sang này, nhập khẩu, xuất khẩu sang Lào. Kia trên kia chắc nhà người Mông này. Thì anh em mình hiện đến đi chơi thử xem nào. Nhà mới sơn xong. Biết 1-2 câu. Nhà vừa sơn xong. Ở bên Lào mình thấy nhà cứ vuông vuông nhá. Lần trước đi ở bên Trường Khương thế. Yes, chào chú. Kinh khẩu chưa? Kinh khẩu chưa? Vẫn chưa nghỉ trưa, vẫn bây giờ có 12 giờ rồi, mọi người vẫn đang làm việc. Không biết các cô ở đây có gọi là kinh khẩu không? Đi lên dốc với anh tôi ạ. Nên đi chơi thử nhá. Đây nhà khá là hay này. Ô, đường lên là rãnh nước này luôn à? Cái rãnh nước xong sửa thành đường này. Cho chú lên nhà chơi nhá. Biết đường không? Chi bô à? À chi bô hà lô số à? À chi bô hà lô Việt chứ. Thì các anh ở đây chỉ là người Mông đúng không? Người Mông. Chắc thì mọi người em bảo là đây người Mông nhiều mà. Đây, các cái đồ đan lát của anh ấy đẹp lắm này. Xin chào. À, xin chào nho rông ấy nhỉ? Nho rông. Nho rông. Nhà mình đã ăn cơm chưa? Nó mó. Nó mó. À? Pâu pâu mí mí. À, mông biết. Tiếng Mông thì biết đúng không? À, ui, chào chị. Nhà mấy người thì không biết là giờ mới cắm cơm, chuẩn bị nấu cơm. Ồ, giấy khen này. Các bạn xem giấy khen ở bên nước bạn này. Đẹp đẹp này. Giấy khen. Giấy khen chắc của các cháu đi học đây. Cho cháu hộp sữa. Tí về mình về cửa khẩu mình lếm sữa, mình mua mình lếm sau. Sữa vừa mua ở cửa khẩu. Đấy, có hai cháu cho hai hộp nhá. À, đi sang bên này chơi. Phong Lan này. Đấy đi đường này cũng được, đi đường này cũng được. Khu biên giới này thì mọi người bảo chủ yếu người Mông, nhưng nói tiếng chẳng khác người Mông bên kia một tí. Chào anh nhá, nho rồng. Đây cho cháu này, cho cháu hộp sữa. Hai chị em, có nhà có hai người. Mín xài mín tu à? Mín xài mín tu à?
Tôi không biết gọi có phải mít xay không? Mít xay. Chắc không gọi thế rồi. Con trai con gái không biết. À đây chị chuẩn bị đi trồng sắn đây này. Cái này nặng lắm này. Cái này làm sao mà khoác được nhỉ? Này nặng lắm. Ờ. Nhà thế có đánh số. Hình như là 5 làm 5 9 8 thì phải, còn cái số 06 không biết dịch kiểu gì, hay là nhà có 6 người hay nhà số 6 không biết. Em vào nhà chơi đi nhá. Gọi là cái gì nhỉ? Nhà là cái gì nhỉ? Lô chế à? Lô chế. Bố hụ à? À bố hụ à? Bố hụ, thế thì các chị biết biết tiếng Thái nhỉ? Bố hụ. À. À thế là Ma Hươn. Ừ, Ma Hươn là thế này. Ma Hươn. Ừ, Thảo Cuống Hươn là thế này. À. Thảo Cuống Hươn là vào đường đúng không? Ừ. Ma Hươn. À thế chị này cũng biết tiếng. Ôi, kin sữa. Kin sữa. Kin nậm à, kin nậm. Kin nậm uống nước. À. Kin nậm ban à đấy. Đấy, bé xinh thì sao xem người lạ đấy. Đây chị có cái khung đang để chuẩn bị dệt váy của người nào đây các bạn này. Đây đang làm váy này, rất là cẩn thận, là mình phải lấy màn mình che. Chắc đường ở đây nó bụi quá các bạn. Đường ở đây thì xe tải chạy nhiều bụi. Ở đây nhà cứ vuông vuông này các bạn. Thật ra kiểu là ngôn ngữ không biết đấy, nên là xong rồi để người ta hiểu được một hai câu với mình nói là cũng mừng lắm rồi. Trải quăng bắt cá này. Hôm nào mua cho Tâm cái chai bằng này này. Cái chai này á? Ừ, bằng này chắc em quăng được cái gì? Cái này nhẹ thôi. Cái này à? Biết nó to lắm không nhỉ? Chị ơi! Có bán cái này không? Ăn đi chứ khai ạ. Chứ khai ạ bớ. Bố khai ạ. Bố khai ạ, không bán à? Người ta bảo không bán. Không bán à? Mình muốn mua một cái dụng cụ lao động của người Lào về để anh em mình thỉnh thoảng đi trải nghiệm thử bắt cá ở suối, nhưng mà chị không bán. khắp chay. Anh em mình sẽ di chuyển tiếp xem nào. Trên này rất là mọi người chăn nuôi gà lợn ở trên cái sườn đồi này. Kia cây nhót nhỉ? Cây nhót dừa. Hay chế mưa là nước nó chảy đây nhiều lắm này. Mít này. Cả một rừng mít luôn. Tạm biệt nha. Bay Hươn. Xin chào. Không biết trong này còn nhiều nhà nữa không. Cảm ơn nhá. Úi chào nhá. Úi chào tin đâu. Đây. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh trai. Không biết nữa. Đây ở đây nhà cứ vuông vuông này các bạn. Hai cạnh bằng nhau nhé. Đây khi họ xây lên cũng thế này. Xe ở đây ít khi có biển. Xe có biển này là hiếm lắm đấy. Không biết là chắc phải check bản đồ xem là gần đây có còn nhà dân không để đi tiếp. Đây có cây gì lạ lạ này. Rồi, khi nào có nhà dân anh em mình vào chơi quay tiếp cho các bạn xem nhé. Giờ phải vượt qua con dốc này đã. Có vẻ là cao đấy. Đây từ chỗ con đường anh em mình đứng nhìn về phía cửa khẩu bên Việt Nam này các bạn này. Đấy. Mình zoom lên này. Vẫn gần lắm, vì đi bộ con chả đi được nhiều. Anh em đi qua đoạn này có cái nhà đẹp quá này các bạn. Có cái nhà dưới có cái tán cây to. Hình như gia đình người ta cũng vừa đi làm về. Các bạn có nhìn thấy cái chảo phát sóng. Rất là độc đáo ở đây. Xe khách ốc cua. Ốc cua nghe quá. Chỗ này cua gấp mà. Ui bụi mù. Cua nhất ở đây luôn.
trên này có một cái bản đông đông nhà, anh em mình đã cố gắng đi lên trên đấy. Đang mệt quá, vào nhà chú này chơi. Cây chẩu nó nở hoa này. Chú đi làm ruộng về. Chắc là chú nghĩ một lúc chú mới nghĩ ra cái từ Việt Nam là đi làm ruộng mới. Cái gà nhà chú bây giờ về bắt đầu gọi gà để cho gà ăn. Còn biết có hụt nói. Cô thấy nhà có người đến chơi là cô thay đồ váy Lào vào đây này. Biết ít thôi. À. Cái can đen đen này là mình đi mua cái gì về đây chú? Nước. Nước ạ? À? À. Tức là ở đây là ít nước đúng không? Mình phải giữ nước à? Giữ nước ăn à? Ít, không à, có. À, không có nước. Không có nước. Bên này thì khô, ít mưa rồi nhỉ? Không có mưa mấy. À. Cảm ơn cô chú nhá. Đi đi, cháu đi chơi tiếp, bay ỉn. Thật chạy. Anh em mình sẽ di chuyển tiếp nào. Cô chú rất hiếu khách nhưng mà vì không nói được nhiều nữa. Chào phát sóng. Xe này không dám úp cua như xe khách vừa lấy nhỉ. Úp cua mạnh cái thang văng ra ngoài. À đây chắc cái con đường run run vừa đấy mình nhìn thấy ở cái biển đấy. Đây đi một đoạn nữa anh em mình gặp cái cột 327. À 326. Cái cột 327 là cột ở đúng cái chỗ cửa khẩu đấy các bạn. Đây, dòng suối vẫn ở giữa này, còn cái cột phía bên Việt Nam thì nó xa tít dưới ruộng kìa, lúc vừa mình chỉ kìa, đây này. Đó, cái tí này này. Hai cái cột này thì ở hai cái độ cao rất là khác biệt, một cái dưới hủm, một cái ở trên đường này. À, cái biển đá lở thì giống Việt Nam rồi. Nhưng mà đá bên nào to hơn các bạn? Đá bên Việt Nam viên nở bé hơn, bên này nở viên to thật đấy. Đá bên nào nó nở nó còn không rơi đất, nó vẫn bay bay này. Đây, cột này chắc là cột, không biết phải cột cao thế không. Nhưng mà cột vuông, chứ không phải cột tròn. Giờ mới thấy người chạy xe. Xe máy. Xe máy này thì không cần mũ bảo hiểm, không cần biển số luôn. Mọi người đẹp trai thế nhỉ? Chở hàng ra biên giới. Đẹp trai cái đấy. À, người Lào cũng đẹp mà. Phong cảnh biên giới đẹp chưa? Ở đây bên này họ có cả cái cột để báo cái cống rãnh các bạn ạ. À đây, biển Sầm Lưa 82 km này các bạn này. Trung tâm của tỉnh Hua Phẩn. Người ta bảo Sầm Lưa. Kệ tôi. Đây cái biển đường cua vừa phải thì họ ấy làm cái led rất là ngắn. Còn cái đường cua phức tạp thì họ ấy vẽ như kiểu con rắn bò luôn. Học gió nào vừa bụi vừa khỏe. Đây nhà mình vào chỗ đây như công trường mọi người khai thác cái gì đó ấy. Thì không vào chơi được rồi. Đi xem có nhà dân thì mới vào chơi thôi. Đấy, mỗi một cái cống qua đường là đều có cọc báo hiệu này. Đây không biết là quặng hay là cái gì các bạn. Mình thấy nhiều xe tải chở lắm. Mọi người đang đi làm buổi chiều đấy. Đây nhà mình thấy có một cái quán nước nhỏ nhỏ ven đường. Chắc vào đây ngồi uống nước. Xong. Có bán nước không bà? Không có ạ? À? Cháu tưởng có nước, còn cháu khát nước quá. Thế bán bia à? Cũng không có bia. Cháu ngồi nhờ nhá. Xe à, xe chở ấy. Không có à? Bọn cháu muốn đi vào trong kia. Bơ mi đây. Bơ mi à?
con mấy con gỗ này, con kỳ đà, con chim à. Ô bà có củ sắn to thế này. Ô con bọ cánh cứng này Tâm này, con này này, bọ xít rồi các loại bọ này thì chắc để làm món ăn à. Đi này, cả bọ xít, bọ cánh cứng này. Cô bảo mai cũng đi sang chợ La Mèo đấy. Mai cô mang cái gì đi bán? Mình đi mua thôi à? À đi mua hàng. À đây cô đang đan cái sa. Có phải đan cái sa không? Cái để xúc cá.